Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và bây giờ thì Khải xin kính chào anh em. Và bây giờ Khải chính thức anh em Vinh Thiện Phạm anh em ơi. Như anh em cũng đã biết cái vừa rồi thì Khải vừa mua cái ạc anh em. Thì Khải cũng lên đảo bằng đồ rồi, cho anh em xem lại set đồ trước khi anh em Vinh nha. 80 chón, Khải sẽ có một sự thay đổi mới ở set đồ mới này nha anh em. 80 chón nè, 80 chậm nè. Đó, khăn lôi 30 nè, khăn lôi 30 nè, khăn lôi 30 nè. Và một cái đao sắc thương vật lý nội công 191 đó, quá easy cho bạn đừng thấy hiện Khải luôn đó. Khải bỏ kháng lôi rồi Khải chuyên full đam nè, lái full hiệu ứng full đam đó, gia truyền kháng cả ăn ba rồi. Thì đợt này thì chưa anh Vinh Thiện Phạm, thì bây giờ Khải sẽ anh Vinh Thiện Phạm up cấp 123 nha nè, up 123 nha. Rồi nút, nói chung là cái này thì anh Thiện Phạm chủ yếu lấy lấy đẳng cấp thôi em. Đầu tư thêm vừa rồi Khải ép là tốn gần 5k vạn thì nó tốn khoảng tầm 500k Việt Nam đồng, khoảng 8 kim nè, còn tốn khoảng 8 kim để up cấp đó. Khoảng 8 kim. Hello anh Phúc Hồng nha. Anh em cứ người up 2 cấp thì lên bao nhiêu hạng anh em? Khải nghĩ là lên ạc của Khải sẽ lên hạng 2x đấy. Hạng 2x đấy, không ít đâu. Đồ mà 4 cái này ít vậy. Hạng 20 server ấy. 5 cái mẹ anh mạnh chỗ luôn, ok 5 cái này mày. Rồi dỗ đầu thì Khải sẽ anh em mình em mình Nam Nhật trắng. Nam trắng được 1.5 tỷ hả? Tầm này 1.5 tỷ thì không úp cấp nữa. Thôi từ từ, Nam Nhật trắng bữa nào anh em ơi. Hello anh Trọng Nguyễn Đức nha. Phát sáng thì tầm này cũng tốn khoảng tầm 700k nè, khoảng 10 kim á. Nhưng mà em trải nghiệm cái set này thử ra sao đó anh. Nếu mà ok, nếu mà ok 80 chón, 80 chậm và lượng full dam full hiệu ứng đó, em thấy chưa? Thì nếu mà ok thì em sẽ ép phát sáng, còn nếu không ok em sẽ quay lại set cũ nè, sẽ quay lại set cũ với hiệu ứng là 80 chón, 80 chậm và kháng lôi 75+2. Còn set này thì chỉ được kháng lôi 75 thôi nè, set này chỉ được kháng lôi 75 thôi, mất đi 2. Nhưng mà vào trong tống kim á, Khải trải nghiệm rồi, 75+2 thì 2-3 thằng nhỏ đang nó chụp Khải cũng chết. Với hiệu ứng chó này thì Khải cũng có thể chạy ra được, Khải cũng có thể chạy ra được. Nhưng mà tỷ lệ chạy ra thì 5-5 đó. Với hiệu ứng này Khải chạy ra thì tỷ lệ 5-5, thì 10 lần thì chạy ra được khoảng 5 lần và chết 5 lần. Còn mà cũng hiệu ứng như thế này mà Khải kháng lôi 75 thì cũng 5-5, Khải cũng chạy ra thoát được 5 lần và Khải chết 5 lần. Nên là Khải bỏ luôn kháng lôi cộng 2 đó, bỏ luôn kháng lôi cộng 2. Thúy Yên thì cầm sát thương một lý nội công anh em ơi, chứ không phải cầm bánh sát nội nha. Thúy Yên là cầm sát thương nội nha anh em xem trắng phái nè. Nhiều anh em không hiểu nha, Thúy Yên ở server này á là sát thương vật lý nội công nó sẽ khỏe hơn nha anh em. Anh em thấy không? Ví dụ anh em mang banh sắt nội cũng được đó, nhưng mà cái lượng đam chí mạng nó không có bằng cái sát thương vật lý nội công anh em. Anh em thấy nè, skill chống phái nè, số lượng lý nội công 308. Rồi tiếp tục nè, sát thương vật lý nội công 601, anh em thấy chưa? Đó, những cái đòn sát thương vật lý nào, nào đây, sát thương vật lý 279%. Nó đâu có tính về băng sát đâu nè. Băng sát thì chỉ đủ lượng băng sát từ chỗ này ở băng sát nội công 299 rồi, kèm theo cái này là băng sát nội công thêm 350 nữa, thì băng sát nội công nó lên gần 700 băng sát nội công rồi, thì ok rồi nè. Những cái này nữa thì gần 1000 băng sát nội công rồi. Thì cái độ băng sát thì chỉ là cái độ giữ chân đối phương thôi, chỉ là cái độ giữ chân đối phương, nó là nó không có dứt điểm được đối phương. Nên là anh em phải đi về hướng chuyên sát thương vật lý nội công thì mới đánh được Thúy Yên nha anh em. Đó, rồi Khải tăng cấp vô đó, full nha anh em, đẹp chưa? Cái này quá đẹp luôn em ơi. Thì anh em đạch này quá chắc. Ấn đồ nó lên 531 nhờ. Lúc này Khải phải cho lên số đẹp đẹp tí. Ok rồi. Đó, ok luôn. Thấy chưa? Nói chung là Khải định anh Nam Nhật trắng rồi, mới từ từ nè mày. Kim thì có đầy anh em, nói chung là hiện tại nó chưa lên cấp đó, nên là Khải không ăn làm gì, đợi gần gần lên cấp nè. Ví dụ như 9.7 thì khoảng 8.2 đi thì Khải đi ăn thì nó úp cấp luôn nè, cho nó nhanh đó. Tầm này thì đi ăn thì nó cũng lên được khoảng tầm 20% thôi, cũng không làm gì. Thì anh em Vinh và Nam Nhật trắng thì tốn 5 kim thôi nè. Rồi ok, easy quá. Anh em đừng quên ủng hộ video, một like chia sẻ cũng như cái sự đầu tư này, sự khác biệt của set đồ mới này. Một like một chia sẻ và đừng quên ủng hộ mãi, ủng hộ mạnh nha nè. Nói chung thì tầm này nó thiệt anh em, Khải vào tổng kim thì auto top 1-2-3. Auto top 1-2-3 này, nhiều khi là mình tính như thế nào đến nhận được phi phong kỹ năng cũng có một cấp mà thôi, chứ còn Khải đánh auto 1-2-3 nữa. Anh em thấy 2-3 ngày trước không? Auto top 1, top 2, top 3 bình thường.
Hồi nãy thì đánh canh kỹ lắm là lên được khúc cuối, được top top 7 top 5 đó, tại vì là bị ép quá. Rồi, em xem đừng quên một like chia sẻ nha. Anh rồi mà.